theo tôi được biết thì cái thùng vôi này được sử dụng, được những cái người mà quản lý những cái khu trại giam này, họ sử dụng để ném xuống đây, ném vào những cái người tù nhân ở dưới, khiến cho họ bị phỏng da. Càng đến gần khu mộ chị Võ Thị Sáu thì càng đông, rất là đông luôn. Xin chào các bạn, hiện nay thì tôi đang ở sân bay Vũng Tàu. Chỉ ít phút nữa thôi thì sẽ lên cái trực thăng phía sau để bay ra Côn Đảo. Côn Đảo là một trong những nơi mà các bạn thách thức tôi tới tìm hiểu nhiều nhất. Bởi vì vùng đất đó có thể nói rằng là một trong những cái vùng linh thiêng của Việt Nam, với rất nhiều những cái vấn đề tâm linh cần được khám phá. Tôi rất là hồi hộp, một phần là lần đầu tiên sẽ được đi trực thăng. Thủ tục để đi trực thăng khá là phức tạp, áo phao rồi tai nghe để chống ồn. Đây phải lên một cái cầu thang ngắn ngắn như thế này. Nghe là ai nhỉ? Hay mình là 3A thì phải. 3A. Thì cũng đã tới Côn Đảo, mảnh đất tâm linh mà bấy lâu nay rất nhiều bạn đang thách thức tôi, và tôi thực sự là muốn ghé thăm từ lâu lắm rồi. Bây giờ mới có điều kiện, rất nhiều điều đang chờ đón tôi. Tôi chỉ có 2 ngày ở đây thôi, làm sao để có thể tìm ra được những cái câu chuyện cũng như là những cái manh mối của thế giới tâm linh mà bấy lâu nay chúng ta đang tìm kiếm. Tôi đang có mặt tại nhà tù Côn Đảo, khu giam giữ tù nhân lớn từ thời chiến tranh. Ở đây có tên gọi là trung tâm cải huấn trại Phú Hải. Côn Đảo vốn dĩ là một cái hòn đảo khá là xa đất liền, chính vì vậy mà nó cũng trở thành một cái nơi lý tưởng để giam giữ tù nhân, đặc biệt là tù nhân chính trị, cách ly họ khỏi cái phong trào cách mạng ở trong đất liền. Chính vì thế mà có thể nói rằng là cái nơi đây trở thành một cái hòn đảo chuyên nghiệp, chuyên dùng để quản lý tù binh. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong để xem, mặc dù hiện nay đã được cải tạo lại, tuy nhiên tôi nghĩ rằng họ vẫn còn giữ những cái căn phòng cũng như là một số cái hoạt động từ ngày xưa. Đây là một khuôn viên khá là rộng. Đập vào mắt tôi ngay ở giữa đằng xa xa kia chính là một cái
Tôi nghĩ là một cái thánh đường gì đấy thì phải, bởi vì nó có thiết kế khá là giống với một cái hình thánh giá ở giữa. Đúng rồi. Còn hai bên này là hai dãy nhà với mái ngói rất là lớn và cao, nó giống như cái thiết kế của nhà Rông Tây Nguyên vậy. Bên này cũng vậy. Tuy nhiên bên này thì có một cái cửa. Đây này, cái cửa, cái cổng lớn. Còn bên này thì không có. Hiện nay thì tôi không... Hiện nay thì tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể là thay đổi đi một chút, nhưng mà vẫn giữ được những cái thiết kế ngày xưa. Đặc biệt là những cái hàng cây này tôi thấy là rất là to. Hàng cây này phải 2 người ôm, 2-3 người ôm. Đây là một cây bàng ôm lấy một cái thân cây khác. Em bảo đây là cây bàng nó ôm cây gì nhỉ? Cây cây đề, cây đa. Cái này có thể là cây đa. Vâng. Cây đa đang cuộn vào. Không, cây bàng nó cuộn cây đa chứ nhỉ? Đúng không nhỉ? Không. Đúng rồi. Không phải. À đúng rồi, cái cây màu trắng thì là cái cây nó, cái thân màu trắng nó đâm thẳng lên đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì là cây bàng là cái thân to này. Nhờ. Bàng là thân to. Đúng rồi. Cây bàng là thân to, còn cái cây đa nó bám vào cây bàng, bây giờ nó lại thành, nhìn nghe tưởng là thành cây chính. Đây là giảng đường. Tôi sẽ vào cái nhà nguyện này trước để xem là có cái gì không, bởi vì là cái kiến trúc của nó ấn tượng với tôi hơn cả. Nhìn chung cái khuôn viên ở đây thiết kế rất là đẹp, mặc dù là một cái trại cải huấn. Chứng tỏ là cái căn phòng này chỉ là cái phần bề ngoài thôi. Còn ở trong thì mọi thứ nó không liên quan gì đến tôn giáo nữa rồi. Đây trở thành một cái nơi để mọi người xem phim lại lịch sử ngày xưa. Là một cái nơi trưng bày ảnh cũ ngày xưa nữa. Bây giờ tôi sẽ ra cái khu câu lạc bộ à. Tôi nhìn thấy có chữ câu lạc bộ. Đây, thiết kế rất là đẹp luôn. Mặc dù là một cái khu có thể nói rằng là giam giữ, trại cải huấn, có nghĩa rằng là có thể là cái tù binh chính trị đến đây, người ta sẽ tuyên truyền làm sao để thay đổi được cái tư duy. Chính vì vậy mà nó khá là đầy đủ. Nó có một cái gì đấy cao cấp hơn là những cái nhà tù bình thường. Nhà tù bình thường thì tôi làm sao mà có những cái cổng đẹp như này. Bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại cái cửa bên này, cái dãy nhà mà có cái mái rất là to và cao như nhà Rông này. Như này là để cho cái thời tiết ở đây nó đỡ khắc nghiệt. Đây là ngay cái phòng đầu tiên là phòng 10. Có thể đây là phòng giam ở đây. Đúng rồi. Phòng giam đây khá là rộng và mát. Cực kỳ mát luôn. Nhưng mà vào cửa thì là có một hàng song sắt. Ở trong này thì có hai cái cột ở giữa rất là lớn. Ở trên thì có dây thép gai, chắc là để tránh cái trường hợp mà tù nhân leo lên để bỏ trốn. Còn ở dưới này thì là có hai cái bệ hình chữ L ở dọc theo bên tường như này. Và mỗi cái bệ này khá là rộng, có thể là đủ cho người ta ngủ nữa. Nằm xuống ngủ là có những cái thanh bằng thép, bằng sắt. Cái này là chắc chắn là cùm chân rồi. Bây giờ tôi thử xem là có mở được ở đây không nhé. À, mở được.
cái khóa này cũng khá là kỳ lạ, nó giống như cái mỏ kìm ấy. Đây, mở được. Hiện nay thì không có ai quản lý ở đây. Tầm buổi trưa rồi thì là tôi sẽ tranh thủ tôi vào để xem như nào. Đây, các bạn hãy vào cùng tôi. À, ở đây có một cái tấm bảng. Tấm bảng này ghi cái gì đó, có thể là để những cái câu mà cho những tù nhân nên đọc được. Và đây chính là hệ thống cùm chân, hay còn gọi là cái gông cũng được. Cái gông thì có hai loại, đeo vào cổ và cùm chân. Cái này thì là mỗi lần cái này mà mở ra ấy, thì là sẽ mở cho hàng loạt tù binh. Mà tôi không hiểu rằng nếu mà mở cái này ra, cái này có nhiều người nằm ở đây thì những cái người ở trong cùng này thì họ muốn cho họ ra trước thì như nào? Thì chắc chắn là phải cho những cái người ở ngoài này ra thì mới cho người ở trong kia ra được. Kia các bạn biết là nhiệt độ lên đến 40 độ C. Cái nóng ở miền Nam các bạn biết rồi, nóng hầm hập, nhưng mà cái tường này phải 50, rất là dày, trần cao, mát, thoáng. Ở đây còn có một cái bể nữa. Đây có một cái bể. À, nhà vệ sinh ở đây. Tôi tưởng đây có một cái cửa nữa. Bệ xí. Không hiểu là những cái tù nhân mà bị cùm chân như thế mà muốn đi nhà vệ sinh ở đây thì là phải có một quản giáo bỏ tháo khóa cho họ để họ ra chứ nhỉ? Hay là có một cái giờ gì đấy để cho đồng loạt tất cả cùng ra? Tôi nghĩ là cũng có một cái giờ đấy, chứ không ai lại đi cho tù nhân lại từng người nào có nhu cầu là ra đâu. Khi mà tôi đứng ở trong này, tôi mới thấy cái sự nhỏ bé của bản thân rất là cao và rộng. Ở đây thì có một cái tấm bảng bằng gỗ này. Tôi nghĩ là có thể ngày xưa đặt thánh giá hay là một cái gì đấy. Có khá nhiều cửa sổ, có 6 cái, nhưng mà đều có song sắt và được bọc bởi hàng rào thép gai, tránh cái trường hợp mà trốn trại. Thôi giờ tôi ra thôi, phải đóng lại như cũ. Rồi, đây là thêm một lớp cửa nữa. Kia cái gì kia, máy chém à? Bởi vì tôi thấy có những cái dòng dọc này. Cái dòng dọc này thì rất giống trong một số cái hình ảnh mà tôi được biết. Đây là cái gì? Cái giếng. Giếng vẫn có nước. Còn đây thì chắc là bể để cho tù nhân tắm. À không, mình nghĩ đây là cái máy chém thì hơi oan. Đây là có thể là cái hệ thống gì đấy mà bây giờ mình không thể biết được. Ngoài những cái xà lim nhốt ở trong nhà thì cũng có cái lộ thiên như này. Cái này là không có cửa, biết cái gì. À đâu, đây là bếp. Đây là bếp, khu bếp rất là lớn.
đây những cái ụ bếp này, làm cho từng này người tù nhân ăn thì cũng khá là hoành tráng. Ô, mọi thứ rất là sạch sẽ. Đây có thể là cái ngăn lưu trữ thực phẩm. Đây là bếp anh nhỉ? Thấy nhà tù như này là cũng khá là không khổ lắm. Đây là cái đập đá Côn Lôn. À, nhà cách mạng Phan Chu Trinh đã có một cái bài thơ rất nổi tiếng mà chúng ta từng được học nói về ở đây. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lẫy lừng làm cho lở núi non, xách búa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn, tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắt son, những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện con. Khu này là cái khu mà thực dân Pháp dùng để đầy ải người tù lao động khổ sai, đập đá tại chỗ. À, tức là những cái người tù binh sẽ bị đưa vào đây để đập đá và sử dụng số đá đó cho mục đích xây dựng. Có khi chính những cái bức tường đá này được làm từ đá mà những người tù binh họ đã đập. Nhìn chung những cái điều mà hướng dẫn viên du lịch nói thì trùng khớp với những cái thông tin mà tôi đã trao đổi với các bạn. Bởi vì thực ra tôi cũng là một người rất là yêu thích lịch sử, và tôi luôn tìm hiểu những cái trang sử về mọi phía, mọi người từ trong nước, nước ngoài nói về cái cuộc chiến Việt Nam để cho mình có một cái thông tin khách quan nhất. Tôi đang có mặt tại trại giam thứ hai, có tên gọi là Phú Tường. Nghe nói rằng là cái trại giam này còn kinh khủng hơn cái trại giam vừa rồi. Ngay đầu tiên, ấn tượng đầu tiên đối với tôi vẫn là những cái bức tường bằng đá rất là cao, cao phải hơn 6 mét. Trên kia thì có dây thép gai, cũng như là những cái nơi mà lính canh để họ canh ở bốn góc. Đây là những cái đường mà người ta cho đi để tham quan. Có thể đây là những cái dãy từng là giam giữ tù nhân nhưng mà đã được cải tạo lại. Cái này thì cũng khá là mới này. Đây là chuồng cọp Pháp xây dựng năm 1940. Cái chuồng cọp này thì bé hơn hẳn cái trại cải huấn Phú Hải. Ở đây diện tích rất là bé nhưng mà đôi bốn, sáu người ở trên bệ cũng như là nằm ở dưới. Hình như là không được mặc quần áo thì phải, có người không có quần áo để mặc luôn. Ở đây tôi nghĩ rằng là sẽ giam giữ những cái tù nhân mà không quan trọng bằng cái nơi trại cải huấn. Cải huấn thì có thể là tù nhân chính trị cấp cao gì đấy, họ mới được hưởng những cái điều kiện sinh hoạt như vậy. Trên này thì cũng là một cái khu rất là cao, nhưng mà ở dưới thì họ lại chia ra làm nhiều cái phòng nhỏ. Nhìn chung thì thiết kế cũng giống ở bên kia nhưng mà đã được cải tạo lại để cho nó chuyên biệt hơn. Đây, cái nơi này thì là có hai người. Nói chung là những cái hình ảnh ở đây thì đều thấy mọi người đều khá là ốm yếu, gầy còm. Đây là hệ thống cửa bằng sắt rất là kiên cố. Bên này có vẻ như là nóng hơn này. Đây là nơi giam giữ tù nhân nữ. Tù nhân nữ thì có vẻ như là nhiều hơn. Cái phòng cũng rộng hơn. Còn cái nơi này thì là không có mái che, chứng tỏ rằng là một vài cái trường hợp đặc biệt đây rồi. Thì là có thể là để tra khảo. Ở đây thì họ làm những cái bức tượng diễn lại những cái hoạt cảnh ngày xưa.
nhìn chung là những cái bức tượng lính ngụy, Mỹ ngụy, lính của Việt Nam Cộng Hòa thì mọi người làm với hình ảnh rất là dữ tợn, còn những cái người tù binh thì rất là yếu thế. Đấy là cái hình ảnh chung mà chúng ta thường thấy ở tất cả những cái trại giam trên khắp đất nước Việt Nam mà được phục dựng lại. Cái khu này còn rất là dài, nhiều phòng. Tôi đếm sơ sơ thì cũng khoảng hơn 10 phòng. Mọi người lên được ở đường nào đây? Hình như là còn một cái nơi để cho quản lý cái khu này họ đi kiểm tra từng phòng. Đó là lý do vì sao mà những cái phòng này có cái tường rất là ngắn mà nhìn được lên trần thế kia. Đây rồi. Đây. Ở trên này thì dễ dàng nhìn xuống được hai bên để xem là tù binh họ có làm đúng cái những cái yêu cầu hay không, hay là có cái gì đấy làm sai hay không để họ dễ bề quản lý. Theo tôi được biết thì cái thùng vôi này được sử dụng được những cái người mà quản lý những cái khu trại giam này, họ sử dụng để ném xuống đây, ném vào những cái người tù nhân ở dưới, khiến cho họ bị phỏng da. Chúng ta đều biết rằng là vôi ấy, thì khi mà nó gặp nước thì nó sẽ có thể gọi là nó sôi lên, nó chuyển sang một cái thể khác, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là nếu mà ai mà rơi vào một cái thùng vôi mà đang nung thôi là có thể là chết rồi. Còn những cái người tù nhân ở đây, tôi nghĩ rằng là ở cái điều kiện này thì họ sẽ rất là nóng, mồ hôi đổ ra thì nếu mà ném vôi vào thì có thể sẽ gây cái sự nguy hiểm. Rất nhiều những cái thùng vôi được đặt ở hai bên, chứng tỏ rằng đây là một trong những cái hình thức tra tấn được những cái người cai quản trại giam này sử dụng nhiều và là nỗi ám ảnh của tù binh. Vì vậy mà một số cựu chiến binh khi mà họ ra khỏi cái nhà tù này rồi thì họ đã mang lại cái hành động đó quay trở lại để cho những cái người thế hệ sau có thể biết được. Phòng giam số 35. Nơi đây Mỹ Ngụy đã từng giam giữ các nữ tù chính trị kiên cường, trong đó có đồng chí Trương Mỹ Hoa. Đồng chí Trương Mỹ Hoa thì đã từng làm việc trong chính phủ và giữ những cái chức vụ rất là quan trọng. Và ở phía sau này còn có nhiều dãy để giam giữ tù nhân nữa. Nhìn chung thì kết cấu của nó cũng khá là giống cái nơi mà chúng ta vừa đi qua. Mặc dù đi trong cái khu trại giam như này nhưng mà mình vẫn cảm thấy thoáng với cái không khí nóng nực ở cái một cái hòn đảo phương Nam. Khu này khá là rộng. Tôi nghĩ rằng đây là có thể là cái nơi mà dành cho những cái người mà điều hành cái khu này ngày xưa họ ở hoặc là họ làm việc. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến thăm cái trại giam thứ hai để thấy rõ ràng một phần là vì sao nơi đây được chọn là cái nơi mà giam giữ tù nhân có thể nói rằng là hoành tráng nhất trong cái thời chiến tranh. Tuy nhiên vẫn còn một cái nơi nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đó nhé.
Và khi nãy giờ các em đã tham quan các trại giam Pháp xây dựng, thì hiện nay các em đang dừng chân tại trại giam do Ngụy xây dựng. Các trại giam do Pháp xây dựng thì các em thấy họ xây dựng rất là kiên cố. Nhưng mà đến thời kỳ Nguyễn Ngụy xây dựng đơn giản, tinh vi và khắc nghiệt hơn. Điển hình các trại giam Pháp xây dựng thì các em thấy phía trước bức tường rất dày và cao. Nhưng mà đến đây thì một bờ kẽm sai rất là đơn giản. Và khi bước vào cổng trại giam Pháp xây dựng, các em thấy ngay các phòng giam. Nhưng mà khi đến thời kỳ Nguyễn Ngụy bước vào cổng, các em không biết phòng giam nằm vị trí nào cả. Mà tất cả các công trình mỹ dân nó đưa về phía trước. Đây là hai kho lương thực thực phẩm, chính giữa nhà bếp, kế bên nhà bếp là bệnh xá. Nhưng mà thật sự đằng sau những công trình phụ ấy là 384 phòng giam san sát vào nhau. Chúng tôi chia làm 4 khu A, B, C, D, E, F và G, H. Mỗi khu 48 phòng. Và ở nơi đây chưa cần đến sự tra tấn đòn roi, nhưng đã giết dần giết mòn sinh mạng người tù bởi lối kiến trúc khắc nghiệt. Cách trại 2 trại Phú Hải mà nơi đầu tiên các em tham quan, đó là nơi khởi đầu cho 113 năm địa ngục trần gian, thì chuồng cọp Mỹ này là nơi kết thúc 113 năm địa ngục trần gian. Thì cái phòng số 24 khu H bên trong kia, nơi được báo tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên và chỉ đạo nội vị giải phóng từ trại 7 này. Khi đến tham quan các trại giam Pháp xây dựng thì các em để ý, toàn bộ trên họ lập mái ngói xây cao. Khi bước vào phòng giam của Pháp đều thấy có xây cái bệ xi măng cho người tù nằm. Nhưng mà đến thời kỳ Nguyễn Ngụy thì lập bằng thon tiếp rô xi măng xây thấp, bên trong không xây bệ xi măng. Ở đây thì Nguyễn Ngụy nó dùng cả yếu tố bất lợi của thiên nhiên để đày ải tra tấn người tù. Và do thiết kế của 4 cái khu này giống nhau, các em sẽ vào tham quan một cái khu điển hình. Nếu vào không hiểu gì thì ra gặp chị nói tiếp cho nghe. Đây là bệnh xá bên cạnh khu bếp. Bây giờ thì sẽ đi vào cái khu giam giữ tù nhân. Đây được cho rằng là xây từ năm 1971, tức là trong cái thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là hai miền Nam Bắc. Đây là cái khu rất là nổi tiếng, là khu C, khu D và khu A, khu B mà chúng ta thường thấy ở trên báo chí. Bây giờ thì tôi sẽ vào khu A, B. Ở đây thì nhìn chung là cái sân này cũng khá là rộng. Bây giờ thì vào tiếp cái dãy nhà này. Rõ ràng là so với những cái nhà tù mà người Pháp xây thì ở đây thấp hơn. Nhưng mà thấp và rất là hẹp. Cái này, cái đường hành lang này chỉ đủ cho hai người đi bộ tránh nhau đi được thôi. Và hai bên đều rất là san sát. Cái này thì cái diện tích nhỏ nên các phòng này đều xin xít nhau rất là nhiều phòng. Mỗi một phòng giam thì đều có một cái cửa sắt rất là kiên cố này, thì có một cái khe ở đây. Khe ở đây để có thể là ngó vào. À chú. Cái này chắc lâu rồi. Vâng. Vâng vâng. Chú làm việc ở đây ạ? Không, chú ở trong Sài Gòn. À, chú cũng đi chơi à, đi tham quan à? Chú ra chú đi cao á. À. Rồi bữa nào chú về, mai chú ra vô lại thành phố. Vâng ạ. Chú tên là gì ạ? Chú là chú Châu. Chú Châu à? Nhưng mà tại sao chú lại sợ không dám vô đây một mình? Thì chú mấy chú hoang sợ mình phải sợ, với nhà tù nữa mình phải sợ. Chú nghĩ rằng là có cái oan hồn ở đây không?
Thì mình cũng đại khái mình cũng tưởng tượng vậy thôi, nó biết có hay không. Vâng, không biết có hay không, nhưng mà mình đến đây mình thấy lạnh xương sống. Đúng rồi, đây vì đây một phái đoàn thì bao nhiêu mình đi cũng được. Vâng. Còn một mình chú sợ thì chú phải quằn la, chú thấy tụi con rồi chú dí theo lại. À thế là thì chú cứ đứng dập dò một ngoài cổng, chú thấy bọn cháu vào là chú vào theo đúng không? Mình đã có dịp ra ngoài này, bữa nào có dịp ra ngoài để mình biết được. Vâng. Cái lịch sử ở đây mình đọc thì nhiều. Dạ. Thì hôm nay mình mới chứng thực. Cho anh hỏi là đi lễ cô là mình sẽ phải mua hoa hồng trắng à? Dạ. Hoa trắng anh em. Anh ơi. em đến đây mấy lần rồi? Lần đầu. Lần đầu à? Anh cũng đến đây lần đầu. Thấy mọi người mang hoa hồng trắng à anh? Vâng. Thì hoa trắng là cúc trắng, em thấy người ta có chân trắng. Cái này là em mua ở đâu? Ở gần đường Lê Duẩn, chợ chợ. Ở khu vực này thì không bán hoa và những cái đồ lễ. Chính vì vậy mà bây giờ tôi bắt buộc phải quay trở lại chợ trung tâm để tìm mua đồ lễ cho mình. Em ấy đi ra luôn không? Chờ khách à? À người ta mang tới cho. Em gọi giúp anh với. Cả nhóm thì có thể chung được một đấy đúng không? À đây à. Anh tắt máy đi em hỏi chút. Bây giờ bọn em nhóm của bọn em có khoảng 5 người. Thì bây giờ là sắp lễ như nào nhỉ? Thì đó, anh sắp cho nè, bông hoa trái cây với đồ lễ đó. Tức là sẽ mua bông. Một lẵng bông. Bây giờ em thấy giờ đi chung hay sao đây là đi không, riêng. Bọn em là riêng. Đi chung, đi riêng hả? Vâng. Bây giờ tổng cộng là mấy ạ? Bây giờ anh với em đại diện. Bây giờ đây nè, bây giờ đi. Em lên xe đi, anh chở lên đó. Rồi em chọn. Rồi anh sẽ đem chở vô cho mấy em thì bây giờ. Chứ bây giờ còn sao kịp. Vâng, cũng được. Nhá. Em lên xe đi. Rồi, có cần phải đội nón không? Không, anh cần. Rồi mấy em đi đứng đợi đi. Có điện sao đó. Rồi, may quá. Để bây giờ đó thì anh chọn đồ cho mấy chị đó. Vâng. Và cái cây, đồ hoa, đồ lễ, chọn đủ cho mấy em đi không? Vâng. Đây, rồi anh sẽ chở vô chơi cho mấy em đó. Đó, thì anh mới vừa ra cho cái nhóm đó. Vâng. Nó đi trễ quá vậy? Vâng. Bây giờ là 11 giờ kém 10. Thì bình thường là mọi người đi vào lúc mấy giờ anh nhỉ? 12 giờ thì mình vẫn còn kịp mà đúng không? Thường 12 giờ thì sẽ là đông nhất. Thì may quá thì tôi bắt buộc phải đi. Nhà mình là ở gần đường này anh nhỉ? Vâng, đường Phạm Văn Đồng. Cũng gần thôi đúng không anh nhỉ? Thì không đội mũ cho cũng không sao. Vâng. Rồi. Nước nó đâu ông khách gì? Bốn người không có trọng bây giờ nó muốn gì nữa. Vậy hả? Ok. Ủa em là ai? Em là bọn em ở đây hay là đi du lịch? Dân ở đây à? Ai vậy anh mà nhìn ra lớp nhẹ nhẹ nó nhìn ra hay sao không thấy mình? Em thấy em quen đó. Lớp nhỏ cho em một lẵng này đi.
Đây nè, đây nè, cái dẫn này là mình cúng chung, bốn anh em đi chung bên cô Sáu phải không? Vâng. Đó thì cái này trái cây rồi khỏi mua ở ngoài. Vâng. Đó là chung một cô Sáu, thấy một ảnh vàng cúng bên tượng đài. Vâng, ok. Rồi hai bộ đồ lễ thôi, như đó là xong. Em chỉ lấy ấy thôi, còn đồ lễ thì bên kia mấy anh kia có rồi. Đó rồi, đó. Vâng. À, lấy một kiểu quả cho tượng đài em ha. Tại cái lẫn em mà chị không có... Trời ơi, nó không trừ cho con mới lạ. Vâng. Lấy một dĩa đây nha, cho tượng đài của nó đã có. Thôi hoa cúc đi. Cúc và cúc vàng đúng không anh? Em ca sĩ hả? Không. Sao mà các em kia nó nhận ra là sao? Thấy hay đóng phim hay sao? Đâu? Nhìn sao thế? Nhận ra. Nó thích hả? Thấy đẹp trai nó thích rồi. Đây, anh có thể kể cho em biết là ở nghĩa trang Hàng Dương mình ấy là nổi tiếng với những cái câu chuyện tâm linh như thế nào không nhỉ? Thì anh biết rằng nhất là cái tượng tâm linh của cô Sáu. Thì hiện nay cô Sáu và mấy bên cái tượng đài của hiện nay mình qua bên tay phải là tượng đài là cúng cho mấy cụ. Thì toàn bộ nghĩa trang tập trung về bên tay phải là các cụ, còn bên tay trái là của cô Sáu. Thì nói chung là tâm linh thì anh chỉ biết vậy thôi, chứ còn tại vì anh sanh sau thời giải phóng đó. Vâng, thì có cái điều gì mà thiêng không, mà tại sao mọi người đến đây đông thế nhỉ? Em thấy có cả các sư kìa, các ni cô các thứ kìa. Thì chỉ truyền miệng với nhau thì anh chỉ biết vậy thôi, chứ còn anh thì cũng không có đi sâu về cái chuyện tâm linh nhiều lắm. Nhưng mà anh ở đây anh cũng không nghe gì à? Nói chung anh thấy mọi người đến mà anh cũng không biết gì. Thì đó thì tin tưởng với nhau, ví dụ cô cái kiểu đi về thì miệng truyền miệng với nhau. Họ truyền miệng như nào? Nói là thì ta cúng cô dạng như là cô chứng những cái điều mình cầu được cái cầu tài, cầu sức khỏe rồi đó, là rất tốt. Đã có một câu chuyện nào mà cầu được tài lộc hay là một cái gì đấy mà anh thấy là người ta đã thấy là đạt được và người ta đến đây để trả lễ thứ chưa? Nói chung là anh thì chỗ quán anh bán đồ rẻ đó, thì thí dụ đầu năm các anh nó đi xin ở ngoài Hà Nội đó, đi xin xong rồi cuối năm thì mấy ảnh ra mấy ảnh tạ, thì theo anh hỏi thôi thì họ nói là họ cầu được cái tài, cái học và cái công việc làm ăn của họ rất hoàn thành. Tôi đang có mặt tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bây giờ là đêm rồi, 11 giờ hơn. Có thể nói rằng là một cái địa điểm mà về đêm chưa bao giờ mà tôi thấy là đông như thế này. Thường thì chúng ta thấy rằng là ở những cái khu chợ đêm hay những cái phố đêm ở những thành phố lớn càng về đêm thì càng đông. Tuy nhiên thì ở nghĩa trang Hàng Dương tôi lại gặp cái khung cảnh đấy. Mọi người tới đây, mọi người tới Côn Đảo và tới nghĩa trang đều với một tâm trạng, đó chính là về chuyện tâm linh. Mọi người đến để viếng cho những con người, những người con Việt Nam đã ngã xuống ở hòn đảo này, cũng như là có rất nhiều câu chuyện về chị Võ Thị Sáu, một người cách mạng trong thời kỳ cách mạng cũng đã hy sinh và nằm xuống ở đây. Hiện nay thì tôi thấy khung cảnh rất là đông, đông như là đêm 30 Tết vậy. Rồi mọi người đến thắp hương, nhang khói nghi ngút, rồi đốt vàng mã. Cái cảnh tượng này thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nghe kể thôi về cái nơi này thôi thì nó vẫn chưa đủ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để cùng các bạn tìm hiểu xem tất cả những cái hoạt động diễn ra như thế nào. Ai
theo đúng trình tự thì mọi người sẽ đến đài tưởng niệm các liệt sĩ để thắp hương trước. Đây các bạn có thể thấy là hàng đoàn người rất là dài. Đây là đoàn người này, họ vừa mới lễ xong. Còn ở gần tượng đài thì còn nhiều hơn nữa. Ở đây vẫn còn đồ lễ và hoa của ai đó để ngoài này đây này. Họ phải dùng cả xe đẩy. Đây là chờ em hay là mọi người cứ vào đi. Cứ vào. Thái ơi, đài tưởng niệm là một cái cột hình trụ với những họa tiết. Tôi thấy giống ở trên trống đồng, những họa tiết của dân tộc Việt Nam. Mọi người thì đặt lễ ở trên, tuy nhiên ở dưới đây thì có một cái cầu thang đi xuống. Tôi đi xuống xem là ở dưới như thế nào. Dưới này thì rất ít người tiếp cận, đa số thì mọi người ở trên này. Đây là cái đài tưởng niệm. Cột này thì khá là cao. Thực ra tôi có mặt ở đây thì không chỉ là để tìm hiểu xem cái đời sống tâm linh của mọi người đến đây như nào, mà tôi cũng lắng nghe và chú ý xem có bất kỳ một cái dấu hiệu nào không. Đây có một chú bọ cánh cứng tạo thành một cái tiếng động ở đây này. Đây là cái bức tường mà mọi người đặt lễ ở trên. Giờ chúng ta sẽ lên để xem mọi người làm lễ như thế nào. Hình như càng về khuya thì càng đông hơn thì phải.
bách sắc cơ ba, bách sắc cơ ba. Để mình đi rồi. Bây giờ 45 phút nữa là 12 giờ, bảo vệ sẽ bắt đầu dọn nhà, mọi người tranh thủ đặt lễ vào hóa vàng đi. Tức là bảo vệ ở đây sẽ đứng để canh chừng, mỗi một đoàn chỉ có 20 phút để làm lễ, đặt lễ. Sau khi họ đi rồi thì bảo vệ sẽ hạ tất cả lễ xuống. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách để tránh cái tình trạng quá tải ở cái khu vực này. Sau khi đã đặt lễ ở đài tưởng niệm thì đoàn người lại tiếp tục hướng về phía mộ của chị Võ Thị Sáu, hay còn gọi là cô. Nhìn chung thì mọi người đi trong cái sự im lặng, chỉ rất ít cái tiếng ồn phát ra. Ai cũng đều cố gắng giữ cái sự im lặng, tĩnh lặng nhất có thể. Chỉ trong cái trường hợp cần thiết thì họ mới, tức là những cái đoàn rất là đông thì mới có những cái tiếng ồn nhỏ nhỏ như này. Dương, tôi để ý thấy những cái bia, những cái phần bia của các liệt sĩ có hình dáng giống với cái đài tưởng niệm vừa rồi. Tuy nhiên mà khi càng đến gần khu mộ chị Võ Thị Sáu thì càng đông, rất là đông luôn. Đây, tôi đang ở vòng ngoài, khu vực ngoài. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi tới Côn Đảo, do đó tôi không biết là mộ chị Võ Thị Sáu nằm ở khu vực nào, cái mộ của chị có khác gì khác biệt so với những cái nấm mồ của các liệt sĩ ở đây không. Tuy nhiên tôi thấy ở đây là mọi người đứng rất là đông và lan tỏa ra cả cái khu mộ của các liệt sĩ. Đây. Tôi xem đâu rồi nhờ chị Linh ơi. Mọi người hầu như chỉ tập trung vào mộ chị Võ Thị Sáu. Những cái nấm mồ bên cạnh mộ chị Sáu thì có người còn để cả đồ ở đây. Thank you.
Chị ơi, con đây luôn rồi. Đi đây. Còn nữa chị được. Em đang bảo là còn mấy phút nữa, chị là chưa hà lễ, chị hà lễ đi ạ. À. Em hà lễ vô nhầm lễ của khách đấy. Cái mắt rồi em. Ở đây chắc là mỗi người cũng chỉ có 20 phút để đặt lễ thôi đúng không? Trên kia cũng vậy. Ừ. Có bảo vệ đứng để nhắc. Mộ chị Võ Thị Sáu thì nổi bật hơn hẳn, rất là to, nằm lẫn trong những cái nấm mồ của các liệt sĩ khác. Nhưng mà tôi cảm giác như là mộ của các liệt sĩ khác thì mọi người không quan tâm lắm, mọi người chỉ quan tâm tới mộ chị Võ Thị Sáu thôi. Mà bây giờ chị Võ Thị Sáu, một liệt sĩ thì được thờ cúng như này thì cũng đã trở thành một cái hình thức tâm linh khác rồi. Đây là phía sau mộ chị Võ Thị Sáu. Thấy là lấy nhầm cái gì chứ? Với số lượng người đông như này thì bảo vệ phải rất là nghiêm khắc mới có thể điều hành một cái công việc ở đây để không có cái tình trạng hỗn loạn xảy ra. Em trồng cái này lên cho anh cả. Đấy đấy, bỏ cái bộ trong trồng cái này lên. Xếp xếp luôn lên lón đường, em bỏ cái này xếp luôn hẳn lên lón đường. Trồng lên nhau rồi, để cháy đồ cái đồ cũng. Em xếp hẳn lên lón đấy. Bỏ luôn vào lón luôn đấy. Bỏ luôn vào lón đấy. Cái chỉ xong rồi bước ra ngoài sớm đi chị ơi. Cái đĩa tập tiền nữa đấy, tập tiền đấy. Bánh ngọc ấy. Còn một đĩa nữa từ từ ấy. Đây, cô vào đi. Lúc này thì hai cái lư hóa vàng thì cũng không thể tải được hết rồi, quá tải. Mọi người hóa cả dưới sàn. Trong này có cái gì lạ ngoài hiện tượng có những cây mầm mọc chéo như này?
đấy mình chưa soi cái lỗ cống nó có cái gì không? À ừ. Từ từ. Ui. Sâu. Đúng như anh dự đoán nhá. Ui. Mình thật á? À? À, mình. Không, anh nhìn thấy đằng sau kìa, như kiểu cái bóng người trên tường ấy, nhìn thấy chưa? Đây này, trên cái cột ấy.